Trong tiến trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập với bài thi học kỳ 1 môn hóa học lớp 12 năm học 2019-2020. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Tripeptide ala, gly ala có công thức phân tử là. Do đây là tripeptide tạo ra từ amino acid bình thường không có chứa acid glutamic hay glycine, nên công thức chung của peptide có dạng CnH2n cộng 2 trừ K NK OK cộng 1, với N là số C, K là loại peptide, thí dụ như dipeptide K bằng 2, tripeptide K bằng 3, tetrapeptide K bằng 4, vân vân. Với bài này do đang cho là tripeptide nên K bằng 3. Về số C, tripeptide tạo ra từ ala, gly ala có số C là 3 cộng 2 cộng 3 bằng 8C. Thế N bằng 8 và K bằng 3 vào công thức trên, ta được công thức C8H15N3O4 phù hợp với đáp án A. Câu số 2. Tinh bột không thuộc loại hợp chất nào phía dưới đáp án? Về phân loại carbohydrate có 3 loại: monosaccharide, disaccharide và polysaccharide. Như vậy tinh bột thuộc loại polysaccharide và hiển nhiên đây là 3 loại của carbohydrate, và các carbohydrate đều là hợp chất hữu cơ tạp chất thuộc loại polyhydroxycarbonyl. Như vậy các đáp án B, C, D đang thỏa. Đáp án A không thỏa nên được chọn. Câu số 3. Đặc điểm chung phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là. Do chất béo là trieste có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường base, phản ứng thủy phân trong môi trường axit là thuận nghịch. Phản ứng thủy phân trong môi trường base còn gọi là phản ứng xà phần hóa xảy ra một chiều. Do đó đáp án thỏa mãn là đáp án B. Câu số 4. Cho giải các chất styrene, argon benzylic, aniline, glucose, phenol. Số chất trong giải có khả năng làm mất màu nước rơm là. Về mặt kiến thức, ta có 3 loại chất làm mất màu dung dịch nước rơm, gồm những chất không no, có nối đôi, nối ba giữa hai carbon, hoặc là vòng cyclorobal. Loại thứ hai là phenol aniline, phản ứng với brom làm mất màu dung dịch brom và tạo ra kết tủa trắng. Loại chất thứ ba là chất có nhóm CHO bị oxy hóa bởi dung dịch brom. Kiểm tra các chất trên đề bài, ta có chất styrene thỏa mãn do là chất không no, argon benzylic thì không, aniline thuộc loại chất thứ hai như ta đã nói phía dưới, glucose thuộc loại chất có nhóm CHO nên thỏa mãn, và phenol cũng thỏa mãn làm mất màu dung dịch brom giống như aniline. Như vậy trong 5 chất đề bài cho, chỉ có argon benzylic là không làm mất màu dung dịch brom. Do đó đáp án D được chọn. Câu số 5. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch aniline thấy xuất hiện kết tủa có màu gì? Như câu số 4 ta vừa trình bày, aniline hay phenol khi tác dụng với dung dịch brom tạo ra kết tủa trắng. Với aniline tạo ra kết tủa trắng 246 tribrom aniline, QM lớn là 330. Do đó đáp án D được chọn.
Câu thứ 6, kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc nguội là? Như ta biết, có 3 kim loại bị thụ động trong axit nitric đặc nguội cũng như axit sulfuric đặc nguội là nhôm, sắt, rơm. Do đó, đáp án thỏa mãn đề bài là đáp án A. Câu số 7, thủy phân este trong môi trường kiềm thu được natri acetat và ancol methylic. Công thức của ít là: do thu được natri acetat nên este có gốc axit acetat, và thu được ancol methylic nên este có gốc R phẩy là gốc methyl. Đáp án C thỏa mãn. Câu số 8, đồng phân của fructose là chất nào? Theo sự phân loại carbohydrate thì glucose và fructose thuộc loại monosaccharide và chúng là đồng phân của nhau, nên đáp án C được chọn. Câu số 9, cho giải các kim loại kali, bạc, magie, nhôm. Số kim loại trong giải tác dụng được với dung dịch HCl là? Do dung dịch HCl là dung dịch axit loại 1 nên chỉ những kim loại trước hydro tác dụng được, gồm kali, magie và nhôm. Do đó có 3 kim loại ở đáp án D. Tuy nhiên, ta cần lưu ý chì cũng là kim loại trước hydro nhưng không tác dụng được với dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng. Câu số 10, polymer có cấu trúc mạng không gian là? Như ta biết, về cấu trúc của polymer thì các mắt xích polymer có thể nối với nhau đa số theo dạng mạch không nhánh. Với dạng mạch có nhánh, ta cần nhớ hai dạng là amylopeptin, dạng phân nhánh trong tinh bột, và glycogen là nguồn dự trữ glucose trong gan. Về mạng không gian, ta cần nhớ hai dạng là nhựa bakelit và cao su lưu hóa. Do đó, ở đáp án D thỏa mãn với đáp án nhựa bakelit. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại, đây là loại nhựa được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng với phenol formaldehyde lấy dư trong môi trường 3 giờ, ta được nhựa rezon. Nhựa rezon đem đun nóng lên ở nhiệt độ khoảng 150 độ C đến 250 độ C, ta được nhựa rezic hay nhựa bakelit. Nhựa bakelit có tính cách điện tốt nên được dùng để sản xuất các vật liệu cách điện. Polymer có cấu trúc mạng không gian thứ hai là cao su lưu hóa, có được khi người ta trộn lưu huỳnh với tỷ lệ từ 2-5% vào cao su để tăng độ bền với nhiệt độ của cao su. Câu số 11, cho các phát biểu sau với 6 phát biểu. Số phát biểu đúng là: phát biểu thứ nhất, peptide Gliala tác dụng với COOH 2 lần tạo ra hợp chất màu tím. Phát biểu này đang đề cập đến phản màu biure của các peptide nhưng sẽ không xảy ra với dipeptide. Cụ thể trong phát biểu thứ nhất đó là Gliala nên đây là phát biểu sai thứ nhất. Phát biểu thứ hai, dung dịch methinamine aniline làm đổi màu quỳ tím sang xanh. Phát biểu này chỉ đúng với methinamine là một 3 giờ mạnh mà không đúng với aniline là một 3 giờ yếu, không làm đổi màu quỳ. Phát biểu thứ ba, có thể tạo ra 4 đồng phân dipeptide từ các amino acid gly và ala. Đây cũng là phát biểu sai. Ta chỉ có thể tạo ra 4 dipeptide chứ không phải là 4 đồng phân. 4 dipeptide cụ thể là gly ala, ala gly, gly gly và ala ala. Trong 4 dipeptide này chỉ có 2 dipeptide đồng phân là gly ala và ala gly. Vậy đây là phát biểu sai tiếp theo. Phát biểu thứ tư, aniline tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.
Với phát biểu này, vế đầu tiên đúng, aniline chứa bồng benzen nên tan ít trong nước. Vế thứ hai sai, do aniline không tan trong nước và cũng không tác dụng với 3 giờ anh nào hát, nên aniline cũng không tan trong dung dịch anh nào hát. Phát biểu thứ năm, tripeptide Gliala có phân tử khối là 203. Ta kiểm tra với tripeptide này về phân tử khối, cụ thể sẽ là 75 của Gly cộng 75 của Gly cộng 89 của Ala. Do tạo ra tripeptide thì sẽ tách tạo hình thành nên hai liên kết peptide, tách ra hai phân tử nước nên trừ 2 nhân 18. Ta được kết quả là 203, nên phát biểu thứ năm là đúng. Phát biểu thứ sáu, polymer được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là polymethyl methacrylate. Đây là phát biểu đúng thứ hai. Do đó, đáp án B được chọn. Câu 12. Cho 4,45 gram alpha amino acid X tác dụng hết với dung dịch anh nào hát, thu được 5,55 gram muối. Công thức của X là: quan sát các đáp án, ta thấy các đáp án chứa một nhóm chất axit COOH, nên khi tác dụng với 3 giờ tạo ra muối natri COONa. M lớn của muối và M lớn của amino acid lệch nhau 22, do hiệu 23 của natri trừ 1 của hydro. Đề bài đang cho lệch khối lượng delta M nhỏ, nên nhanh chóng ta tính được số mol của amino acid. Theo biểu thức, lấy delta M nhỏ là 5,55 trừ 4,45 chia lệch delta M lớn giữa nhóm chất axit và nhóm chất muối là 22, ta được kết quả 0,05. Từ đây nhanh chóng có được M lớn của amino acid là 89. 89 ứng với amino acid 3C đang có mặt ở đáp án C và đáp án D. Tuy nhiên, theo như đề bài, đây là alpha amino acid, nhóm amino nằm ở carbon alpha, nên đáp án C được chọn. Câu 13. Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polymer hóa của PVC là bao nhiêu? Về M lớn của các polymer có thể cho như bảng sau. Như vậy, với PVC phần trong ngoặc là 62,5 nhân N sẽ bằng 750.000, nên nhanh chóng ta tính được N bằng cách lấy 750.000 chia 62,5, ta được 12.000. Đáp án A được chọn. Câu 14. Trường hợp kim loại bị ăn mòn điện quá là trường hợp nào? Dưới đây, như ta biết, điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học là các điện cực phải khác nhau, các điện cực phải tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Ở đây ta cần lưu ý, không khí ẩm được xem là dung dịch chất điện ly, do trong không khí ẩm có hơi nước và các chất khí hòa tan, cho nên kim loại tạp chất để trong không khí ẩm sẽ bị ăn mòn điện hóa. Quan sát các đáp án đã cho, ta thấy với đáp án A không thỏa, do chỉ có một điện cực kẽm. Đáp án B cũng chỉ một điện cực đồng. Đáp án D không thỏa, do chỉ có một kim loại sắt và không có dung dịch chất điện ly. Như vậy, đáp án C, thép carbon là hợp kim của sắt với carbon, để trong không khí ẩm sẽ thỏa mãn các điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học, nên đáp án C được chọn. Câu 15. Dầu chuối là este được tạo ra từ axit và ancol nào? Ở đây ta cần nhớ một số este đặc biệt tạo ra mùi thơm. Thí dụ este có mùi táo là ethyl isovalerat, mùi dứa là ethyl butyrat và mùi chuối chín theo như yêu cầu đề bài là isoamin acetate được tạo ra từ axit acetic 2C và ancol isoamylic 5C, thỏa mãn ở đáp án A.
Câu 16. Carbohydrate nhất thiết phải có chứa nhóm chất nào? Ở đây ta cần nhắc lại định nghĩa và giới thiệu về carbohydrate, còn gọi là glucid saccharide, là những hợp chất hữu cơ tạp chất thường có công thức chung CnH2OM lần. Về cấu tạo, carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chất thuộc loại polyhydroxycarbonyl, tức là luôn luôn có nhiều nhóm OH hay là nhóm ancol. Carbonyl có thể là nhóm chất aldehyde hoặc nhóm chất ceton. Do đó, theo như đề bài thì đáp án B thỏa mãn, luôn luôn chứa nhóm chất ancol và nhiều nhóm chất ancol. Câu 17. Cho dải các kim loại magie, đồng, sắt, bạc. Kim loại trong dải có tính khử yếu nhất là kim loại có tính khử yếu. Trong dải đang cho quan tâm những kim loại đứng sau hydro có đồng, có bạc. Nhưng trong đó theo dải điện hóa thì bạc sẽ là kim loại yếu nhất, nên đáp án D được chọn. Câu 18. Cho các phát biểu sau với 4 phát biểu. Số phát biểu đúng là: thứ nhất, tất cả carbohydrate đều có phản ứng thủy phân. Phát biểu này sai, với loại monosaccharide là glucose và fructose không có phản ứng thủy phân. Thứ hai, trong môi trường axit, glucose và fructose chuyển hóa lẫn nhau cũng là phát biểu sai. Hai chất này chuyển hóa lẫn nhau trong môi trường bazơ. Thứ ba, thủy phân ethanol đơn chất mạch hở trong môi trường kiềm luôn tạo ra muối và ancol. Đây là phát biểu đúng đầu tiên. Các ethanol đơn chất là các ethe có một liên kết bi, nên chúng luôn luôn là những ethe bình thường, không phải là ethe đặc biệt. Do đó có thể điều chế từ ancol và hiển nhiên thủy phân luôn tuôn tạo ra muối và ancol. Phát biểu thứ tư, tribanmitin chứa 104 nguyên tử hydro. Kiểm tra trong công thức của chất béo, tribanmitin gồm gốc ancol C3H5 và gốc axit béo C15H31COO tất cả 3 lần. Chất này có số hydro là 31 nhân 3 cộng cho 5 ra được 98, chứ không phải là 104, nên phát biểu thứ tư cũng sai. Do đó chỉ có một phát biểu đúng. Đáp án D được chọn. Câu 19. Cho các chất saccharose, glucose, fructose, ethyl formate, acid formic và aldehyde acetic. Trong các chất trên, chất có khả năng phản ứng với CuOH2 lần ở điều kiện thường là: về kiến thức cần nhắc lại, các chất phản ứng với CuOH2 lần ở nhiệt độ thường gồm 3 loại chất. Thứ nhất là axit sẽ hòa tan được CuOH2 lần tạo ra dung dịch muối đồng màu xanh lam. Thứ hai là ancol đa chất nhiều nhóm OH liền kề cũng hòa tan được CuOH2 lần ra dung dịch màu xanh lam đậm. Và thứ ba là các peptide sẽ cho phản ứng tạo ra màu tím đặc trưng, gọi là phản màu biure. Phản ứng xảy ra với các peptide trừ dipeptide. Còn khi đun nóng với CuOH2 lần thì những chất có nhóm CFO sẽ có phản ứng trong môi trường bazơ và tạo ra kết tủa Cu2O đỏ gập. Ở đây do đề bài yêu cầu phản ứng được với CuOH2 lần ở điều kiện thường, nên ta quan tâm 3 chất đầu tiên. Với chất thứ nhất, saccharose thỏa mãn do nhiều nhóm OH liền kề. Glucose, fructose cũng thỏa mãn cùng một lý do nhiều OH liền kề. Ethyl formate là ester nên không thỏa mãn. Acid formic thỏa mãn với loại chất thứ nhất. Và chất cuối cùng aldehyde acetic thì không thỏa mãn tác dụng ở điều kiện thường. Như vậy tóm lại ta có 4 chất thỏa mãn là 3 carbohydrate, saccharose, glucose, fructose và acid formic. Đáp án B được chọn. Câu 20. Cellulo có công thức là: các công thức được biểu diễn phía dưới do đặc điểm mỗi mắc xích gluco trong phân tử cellulo có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết công thức cấu tạo của cellulo dưới dạng C6H7O2 OH 3 lần, tất cả N lần. Như vậy đáp án A đang thỏa mãn.
Câu 21. Cho giải các kim loại sắt, natri, kali, magie. Số kim loại trong giải tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là. Mình đã biết các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường gồm toàn bộ các kim loại thuộc nhóm 1A và các kim loại trong nhóm 2A, bỏ qua hai kim loại đầu là barium và magie. Do đó, so sánh với các kim loại trong giải đề bài cho thì chỉ có hai kim loại natri và kali thỏa mãn, nên đáp án A được chọn. Câu 22. Giải chỉ chứa những amino acid không làm đổi màu quỳ tím là giải nào? Phía dưới đáp án. Trong trình trình học của chúng ta chỉ cần nhớ hai amino acid làm đổi màu quỳ tím, đó là acid glutamic 5C, hai nhóm chất acid và một nhóm amino làm quỳ tím có đỏ, và glycine 6C có hai nhóm amino và chỉ một nhóm chất acid nên làm quỳ tím có xanh. Như vậy, những đáp án chứa glutamic hoặc là glycine sẽ được loại bỏ. Ta thấy đáp án A loại bỏ do chứa glutamic, đáp án B đang có chứa glycine, đáp án D thì đang chứa cả hai. Như vậy đáp án thỏa sẽ là đáp án C. Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 12 gram hỗn hợp sắt đồng tỷ lệ mol 1:1 bằng axit nitric, thu được V lít hỗn hợp khí yết gồm NO và NO2, dung dịch Y chỉ chứa hai muối và axit dương. Tỷ khối của hỗn hợp khí yết đối với hydro bằng 19. Giá trị của V là. Về tìm hiểu phản ứng của bài toán. Phản ứng là hòa tan hết lượng 12 gam sắt đồng trong axit nitric dư tạo ra hai muối. Do axit nitric dư nên muối tạo ra sẽ là muối sắt ba nitrat và muối đồng nitrat, không có muối amoni. Như vậy chỉ có hai sản phẩm khử NO và NO2. Tiếp theo về số liệu. Hỗn hợp sắt đồng có hai số liệu tổng gam 12 và tỷ lệ mol 1:1, giúp ta nhanh chóng tính được số mol của mỗi kim loại là 0,1 mol bằng cách lấy gam hỗn hợp chia tổng M lớn có tỷ lệ 1. Số liệu ta cần xử lý tiếp theo là hai khí NO và NO2 có tỷ khối đối với hydro bằng 19. Ta nhanh chóng sẽ tìm được tỷ lệ mol của mỗi khí. Cụ thể có thể biểu diễn như sau: tỷ lệ mol của NO trên NO2. Với NO thì ta sẽ lấy giá trị của NO2 46 trừ 38, còn của NO2 ta sẽ lấy 38 trừ 30. Cuối cùng tỷ lệ này ra sẽ là 1:1. Do đó ta đặt mol NO là ít và mol NO2 cũng sẽ là ít. Giữa kim loại và sản phẩm khử liên quan với nhau qua phương trình bảo toàn E, mol E nhường của kim loại bằng mol E nhận của các sản phẩm khử. Nhờ phương trình bảo toàn E mà ta sẽ tính được giá trị của ít. Cụ thể như sau: mol E của sắt là 0,1 nhân 3 cộng mol E của đồng là 0,1 nhân 2 bằng mol E của sản phẩm khử thứ nhất NO là ít nhân hóa trị 3 và mol E của NO2 là ít nhân hóa trị 1. Giải phương trình này ta được ít bằng 0,15. Như vậy mol của hai khí sẽ là 0,15 nhân 2 là 0,25, và thể tích hai khí lấy 0,25 nhân 2,4 ta được 5,6 lít, phù hợp với đáp án A. Câu 24. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía là. Như ta biết, đường mía chứa thành phần chủ yếu là đường saccharose. Đường fructose là đường có nhiều trong mật ong. Đường maltose làm từ mầm lúa và gạo. Đường glucose thì có nhiều trong quả nho. Câu 25. Cho em gam glucose phản ứng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong ammoniac đun nóng, thu được 16,2 gam arên, tính giá trị M.
Về biến đổi glucose khi cho phản ứng tráng gương thì một glucose sẽ tạo ra 2 are, 2 mol glucose bằng nửa mol are. Như vậy mol are là 16,2 chia 108 và chia 2 ta sẽ được mol glucose nhân m lớn glucose là 180, ta được khối lượng glucose là 13,5 gram. Và ở đáp án B. Câu 26. Để khử ion Cu cộng trong dung dịch CuO4 có thể dùng kim loại nào? Phía dưới đáp án. Kim loại khử được Cu cộng, thứ nhất phải là kim loại đứng trước cặp Cu cộng trên Cu trong giải điện hóa, và thứ hai kim loại đó phải không tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Như vậy để thỏa mãn hai điều kiện trên thì chỉ có kim loại sắt thỏa mãn. Kim loại Are không thỏa mãn do đứng sau cặp Cu cộng trên Cu. Các kim loại natri, bari không thỏa mãn do tác dụng với nước ở điều kiện thường. Câu 27. Có bao nhiêu amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N? Do công thức phân tử C4H11N viết lại dưới dạng amin bậc 1 là C4H9NH2 và gốc C4H9 liên kết đơn ta có 4 gốc nên tương ứng sẽ có 4 đồng phân được chọn. Câu 28. Trong phân tử esteno đơn chức mạch hở, hydro chiếm 8,11% về khối lượng. Tổng số đồng phân của esterx là. Esteno đơn chức có công thức phân tử CnH2NO2. Ta thể phân tích phần trăm hydro trong công thức này là 2N chia 14N cộng 32 bằng 8,11, từ đó tính được N. Hoặc cách làm thứ hai, từ phần trăm nguyên tố ta có thể tính được M lớn của chất chứa nguyên tố đó. Cụ thể từ phần trăm hydro ta sẽ nhanh chóng tính được M lớn của ester bằng cách lấy hydro G là 2N nhân ngược phần trăm. Giúp bài toán này, ta thay N bằng các giá trị là số C. Khi ta thay N bằng 3 thì được M lớn bằng 74, ứng với te C3H6O2 sẽ thỏa mãn đề bài. Về số đồng phân te C3H6O2, ta chỉ lấy 2C chia 2 do tốn 2C1C trong nhóm chất CO. 2C chia 2 có 2 trường hợp 02 và 11. Do đó mỗi trường hợp có 1 đồng phân nên tổng 2 trường hợp là 2 đồng phân và đáp án D được chọn. Câu 29. Dung dịch sắt 3 simfat tác dụng với lượng dư kim loại nào tạo ra dung dịch chứa 2 muối? Trước hết kim loại tác dụng được với muối sắt 3 phải là kim loại đứng trước cặp Fe3 cộng trên Fe2 cộng nên đáp án D được loại bỏ. Với các kim loại còn lại, ta lần lượt khảo sát như sau. Với kim loại đồng, tác dụng được với muối sắt 3 tạo ra muối đồng 2, muối sắt 2 và kim loại đồng còn dư. Như vậy thỏa mãn đề bài là dung dịch chứa 2 muối. Với kim loại sắt dư khi tác dụng với muối sắt 3 thì biến toàn bộ sắt 3 thành muối sắt 2, dung dịch chỉ chứa 1 muối và có kim loại sắt còn dư. Với kim loại kẽm, do kẽm dư nên sẽ giai đoạn đầu sẽ khử sắt 3 xuống sắt 2 và sau khi khử xuống sắt 2 xong, kẽm cũng vẫn tiếp tục dư nên sẽ khử tiếp sắt 2 xuống sắt 0. Kẽm sẽ bị tan ra biến thành muối kẽm. Như vậy trong dung dịch chỉ có 1 muối kẽm nên không thỏa mãn. Tóm lại, kim loại đồng là kim loại thỏa mãn đề bài sau khi tác dụng với muối sắt 3 tạo ra 2 muối, muối đồng 2 và muối sắt 2. Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2STXY no đơn chức mạch hở cần 3,976 lít oxy điều kiện chuẩn, thu được 6,38 gram CO2. Cho lượng ST này tác dụng vừa đủ với KOH, thu được hỗn hợp 2 ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của 2STXY lần lượt là
Với thí nghiệm đầu tiên là thí nghiệm đốt cháy este cho lượng oxy, lượng CO2 với các bài toán cho số liệu về oxy hay bảo tìm lượng oxy đốt cháy, thì ta sử dụng kỹ thuật bảo toàn O hoặc bảo toàn khối lượng. Với thí nghiệm thứ hai, phản ứng thủy phân este nhằm thông báo thành phần của este. Theo đề bài cho biết, tạo ra hai ancol kế tiếp thì este chứa gốc R phẩy liên tiếp. Quan sát các đáp án, ta thấy các đáp án đều thỏa đề bài. Thí dụ đáp án A với gốc ancol CH3 và gốc C2H5 kế tiếp. Đáp án B C3H7 và C4H9 cũng kế tiếp. Các đáp án còn lại cũng thỏa đề bài tương tự như vậy. Tiếp theo, tạo ra 3,92 gram muối của một axit. Như vậy este này chỉ tạo ra từ một axit, do đó gốc axit trong hai este là giống nhau. Thì khi quan sát các đáp án, ta thấy gốc axit trong hai este cũng đều giống nhau. Như vậy mặc dù trong thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm thủy phân este để nhằm biết được thành phần của este, thì các thí nghiệm đều thỏa, các đáp án đều thỏa mãn với đề bài, ta không loại bỏ được đáp án nào. Như vậy tiếp theo ta chỉ còn phân tích ở phần số liệu. Thứ nhất, đổi ra mol của oxy là 0,1775, mol của CO2 hay cũng là mol của nước là 0,145. Do đây là ethanol đơn chất nên mol CO2 bằng mol nước. Tiếp theo ta sẽ dùng bảo toàn oxy để tìm oxy trong este. Do ta đã biết được ba đại lượng trong phản ứng là biết oxy đốt, oxy trong CO2, oxy trong nước. Ta đặt x là mol của este thì cũng đó là mol O2 trong este. Ta có phương trình bảo toàn O2 như sau. Mol O2 trong este là x cộng mol O2 đốt là 0,1775 sẽ bằng tổng mol O2 trong CO2 và nước, chính là 1,5 lần mol một chất, tức là 1,5 nhân cho 0,145. Giải phương trình này cho ra được x bằng 0,04. Tiếp theo ta sẽ làm bảo toàn khối lượng để tìm khối lượng của este. Gọi khối lượng este là M cộng cho khối lượng của oxy, lấy mol 0,1775 nhân 32 sẽ bằng tổng khối lượng của CO2 nước là 62 lần mol một chất, 62 nhân 0,145. Giải phương trình này ta được M bằng 3,31 gram. Như vậy với este ta đã có khối lượng 3,31, có số mol là 0,04 nên nhanh chóng tính được M lớn của este là 82,75, đây là giá trị trung bình. Như vậy phải có este bé hơn 82,75. Quan sát các đáp án, ta thấy chỉ có đáp án A thỏa mãn với este 3cm lớn 74, và chất thứ hai trong đáp án A là este 4cm lớn 88 thỏa mãn, nằm hai bên số 82,75. Các đáp án khác thì không thỏa mãn. Như vậy số liệu đề bài cho ở thí nghiệm thứ hai là thu được 3,92 gram muối kali. Thí nghiệm này dư do kiểu bố trí đáp án không có tốt lắm nên chỉ cần một thí nghiệm ta đã có được đáp án. Tuy nhiên nếu ta dùng thí nghiệm số liệu 3,92 gram muối của thí nghiệm thứ hai, ta cũng sẽ tìm được muối và tìm được gốc axit. Cụ thể ta có thể tính toán như sau. Khối lượng muối là 3,92 và số mol của muối cũng bằng số mol của este là 0,04. Như vậy ta lấy 3,92 chia cho 0,04, ta sẽ được kết quả là 98. Muối 98 là muối CH3COOK, chỉ phù hợp ở đáp án A. Tóm lại, đáp án A là đáp án được chọn của bài toán. Câu 31. Tờ ni lông 66 là sản phẩm trùng ngân của hai chất nào phía dưới đáp án? Như ta biết, ni lông 66 là phản trùng ngân, sản phẩm trùng ngân của hai chất điều 6C.
Chất thứ nhất là hexametylendiamin và chất thứ hai là axit adipic để tạo ra sản phẩm có tên là polyhexametylenadipamic, còn gọi tên thường là nylon 66. Như vậy, quan sát các đáp án, chỉ có đáp án B thỏa mãn. 32. Khử glucose bằng hydro để tạo sorbitol. Lượng glucose dùng để tạo ra 1,82 gram sorbitol với hiệu suất 80% là. Về phản ứng, glucose tác dụng với hydro để tạo ra sorbitol theo tỷ lệ 1:1. M lớn của glucose là 180, như vậy M lớn của sorbitol là 182. Do đó, sau khi biết lượng sorbitol 1,82, ta nhanh chóng có được số mol bằng cách chia 182. Và đây cũng chính là mol của glucose, nên nhân 180 được khối lượng glucose và cuối cùng là gắn hiệu suất. Do tính về phía trước nên gắn ngược hiệu suất nhân 80 chia 100, ta được kết quả 2,25 ở đáp án B. Câu 33. Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? Amin bậc 2 là amin khi thay thế 2 hydro trong phân tử NH3 bằng 2 góc hydrocarbon, nên đặc trưng dễ thấy amin bậc 2 sẽ chứa 2 góc hydrocarbon và nhóm chức chỉ còn là NH. Quan sát ta thấy đáp án D thỏa mãn. Các đáp án còn lại đều là amin bậc 1 ở đáp án A và B là amin bậc 1 đơn chức, còn đáp án C là amin bậc 1 hai chức. Câu 34. Cho các polymer polyethylene, polymethyl methacrylate, polybutadiene, polystyrene, polyvinyl acetate và nylon 66. Trong các polymer trên, số polymer có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là. Ở đây ta cần lưu ý các polymer tạo ra chỉ từ hydrocarbon thì không bị thủy phân. Do đó, với polyethylene sẽ không thỏa mãn do chỉ là hydrocarbon. Polymethyl methacrylate là ester nên bị thủy phân trong cả axit và trong cả dung dịch kiềm. Tiếp theo, polybutadiene cũng chỉ chứa hydrocarbon nên không bị thủy phân, và tương tự như vậy với polystyrene. Tiếp theo, polyvinyl acetate cũng là ester nên bị thủy phân. Nylon 66 chứa liên kết amid cũng kém bền trong axit và bazơ nên cũng sẽ bị thủy phân. Như vậy tóm lại ta có 3 polymer bị thủy phân trong axit và kiềm. Câu 35. Sa phòng hóa 8,8 gram ethyl acetate bằng 200 ml dung dịch NH1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khang? Phản ứng trong bài toán đề cập là phản ứng thủy phân ester ethyl acetate 4C trong môi trường bazơ tạo ra muối natri acetate. Chất rắn thu được sau phản ứng có thể là muối natri acetate và có thể có bazơ NaOH dương. Kiểm tra số mol, ta thấy ethyl acetate là ester 4C M lớn 88 nên số mol tương ứng sẽ là 0,1. Trong khi bazơ NaOH là 0,2 nên mol NaOH còn dư. Do vậy, chất rắn sau phản ứng có chứa hai chất là muối natri acetate và bazơ dư. Để tìm khối lượng chất rắn này, ta có thể tìm số mol của từng chất, sau đó sẽ chuyển sang khối lượng. Hoặc cách thứ hai nhanh hơn, đó là ta dùng bảo toàn khối lượng. Do đã biết khối lượng của hai chất lượng hai chất ban đầu, ta chỉ cần biết lượng của ancol. Ancol CH5OH sinh ra được tính theo số mol chất ít hơn là ester 0,1. Như vậy, biểu thức bảo toàn khối lượng có thể được viết như sau. Lấy khối lượng ester 8,8 cộng khối lượng của NaOH là 0,2 nhân 40 trừ khối lượng ancol sinh ra là 0,1 nhân 46, ta được kết quả 12,2 gam ở đáp án B. Câu 36.
cho dạy các kim loại sao: nhôm, sắt, đồng, vàng. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất trong các kim loại trên là: về thứ tự tính dẫn điện như ta biết gồm top 5 kim loại là bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt. Bạc đứng thứ nhất, đồng đứng thứ hai. Trong các kim loại trên đã bán không có bạc nên đồng là kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại được chỉ ra. Câu 37 cho biết X là tetrapeptide mạch hở tạo thành từ một amino acid A no mạch hở, phân tử chứa một nhóm amino và một nhóm chất acid. Biết rằng trong phân tử amino acid A chứa 15,73% nitơ về khối lượng, thủy phân mg(X) trong môi trường axit thu được 41,58g tripeptide, 25,6g dipeptide và 92,56g amino acid A. Giá trị M là: đây là tetrapeptide chỉ được tạo thành từ một loại amino acid và đề bài đang cho số liệu về amino acid A đó là phần trăm nitơ. Như vậy từ phần trăm nitơ ta sẽ tính được M lớn của amino acid A, tìm được amino acid A tạo nên peptide này, từ đó sẽ liên hệ đến thí nghiệm thủy phân thứ hai để trả lời. Cụ thể, M lớn của amino acid trên cơ sở lấy M lớn của nitơ và một nitơ là 14 nhân ngược phần trăm, ta được 89. 89 phù hợp với amino acid 3C C3H7NO2, hay đó là alanine. Như vậy, tetrapeptide được tạo thành từ 4 gốc alanine. Do đó, phản ứng thủy phân ở thí nghiệm 2 của tetrapeptide có thể được biểu diễn như sau: thủy phân ala4 được tripeptide, ala3 được dipeptide, ala2 và được amino acid ala. Với các số liệu về khối lượng của các sản phẩm, ta nhanh chóng tính được số mol của các chất trong sản phẩm. Như vậy ta thấy các gốc ala tạo nên peptide đều ở phía sau phản ứng và ta đều tính được số mol. Tổng số mol ala của các gốc ala phía sau phản ứng gồm trong tripeptide là 0,18 nhân 3, trong dipeptide là 0,16 nhân 2 và trong amino acid alanine phía sau là 1,04, ta được tổng là 1,9. Trong khi mol ala phía sau cũng là mol của ala phía trước trong ala 4. Do chất ban đầu là ala 4 nên số mol của nó là ta lấy tổng mol ala 1,9 chia 4, được mol của tetrapeptide ban đầu là 0,475. Từ đây ta sẽ tính được khối lượng của tetrapeptide trên cơ sở lấy số mol 0,475 nhân M lớn. Giá trị M lớn là lấy 4 nhân 89, 4 gốc ala và trừ cho 3 phân tử nước, trừ cho 3 nhân 18, ta được kết quả là 143,45, phù hợp với đáp án C. Câu 38 dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính 3 giờ giảm dần từ trái sang phải là: như vậy chất đầu tiên có tính 3 giờ mạnh phải chứa gốc hydrocarbon chứa liên kết đơn đẩy electron. Quan sát các đáp án thì thấy đáp án A và đáp án C được quan tâm, chứa gốc methyl CH3 đẩy electron. Chất cuối cùng phải là chất có tính 3 giờ yếu nhất chứa liên kết pi hút electron làm giảm mật độ e trên nitơ, làm giảm tính 3 giờ. Thì ta thấy với đáp án C, chất cuối cùng là anilin chứa vòng benzen hút e nên tính 3 giờ của anilin là yếu nhất so với các chất trong dãy, nên đáp án C được chọn. Câu 39 hòa tan hoàn toàn 14,5 gram hỗn hợp magie sắt kẽm bằng dung dịch HClO2
Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí điều kiện chuẩn. Khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng là: đây là phản ứng của các kim loại trước hydro tan hoàn toàn trong axit loại 1 HCl để sinh ra muối và khí hydro. Muối clorua được tính theo công thức lấy khối lượng kim loại cộng mol hydro nhân 71. Do đó có thể có phép tính với các số liệu cụ thể. Với khối lượng kim loại là 14,5, mol hydro là 0,3 nhân 71, ta được kết quả 35,8 ở đáp án C. Câu 40. Hợp chất ít có công thức cấu tạo như được cho trên đề bài. Tên gọi của ít là: quan sát cấu tạo của chất ít thì đây là este, được biểu hiện gốc hydrocarbon trước và gốc axit sau. Gốc hydrocarbon 2C là gốc ethyl và gốc axit 2C là gốc acetat, nên tên đúng của este là ethyl acetat ở đáp án D. Các em học sinh thân mến, đến đây xem như chúng ta đã luyện tập giải qua đề thi học kỳ 1 môn hóa học lớp 12 ở các năm trước. Hy vọng qua các nội dung giải đề, chúng ta sẽ nắm được các kiến thức cơ bản nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Thân ái, chào các em.